Nhưng mà bản thân anh thì lại khác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thì ngay sau khi mà Phúc đăng tải một chiếc video phân tích pháp lý liên quan đến hợp đồng của Lộc Phu Hô và anh chủ nhà và người có liên quan là bé Kim Thủy, thì có rất là nhiều bạn đã gửi một cái câu hỏi về cho Phúc về cái sự việc là ai là người đã xóa đi những video trên kênh của Kim Thủy Official. Có phải là anh chủ nhà hay không? Hay là một bàn tay ma thuật nào đó của những hacker chuyên nghiệp xâm nhập vào tài khoản của Kim Thủy để xóa hết những video này? Thì trong video này Phúc sẽ giải thích và chỉ ra những điểm mấu chốt để cho mọi người có một cách nhìn đúng đắn hơn thông qua những bằng chứng mà hiện tại Phúc đang nắm giữ. Ngay sau đây là Phúc sẽ đọc một cái đoạn tin nhắn. Đoạn tin nhắn này là Phúc được cung cấp bởi Lộc nha. Và trong tin nhắn này là cuộc trao đổi giữa Lộc và anh chủ nhà. Bắt đầu như sau. Anh chủ nhà trước: em nên nhớ YouTube cho phép report những video xem không thích. Sau đó anh chụp một cái tấm hình gì đó trên đây các bạn xem nha. Đó là quyền của mọi người, tất cả mọi người đều có quyền report video, cả khi thấy không thích và like hoặc là dislike. Dislike mới đúng chứ. Đó. Đây anh nói đúng không? Em là HD, anh lại khác, giấy trắng mực đen. Sau đó Lộc có trả lời là trên mạng người ta biết đầy rồi, là anh đánh bản quyền, anh cũng có nói ra trên video, giờ anh giải thích làm gì? Anh chủ nhà trả lời: đúng, đúng mà, nhà nước này đâu cấm anh đánh bản quyền vi phạm trên YouTube của Google. YouTube Google không có mặt tại Việt Nam không nên không chịu ảnh hưởng của pháp luật Việt Nam. Em hiểu YouTube xuyên quốc gia, bất cứ ai không thích video nào đều có quyền gỡ đi. Còn nếu bạn đúng, bạn cứ kháng nghị lại với YouTube. Anh làm, anh nói là anh làm. Thôi nếu không thương lượng được, anh em mình cứ đưa nhau ra tòa. Thôi thì mình gặp nhau nhiều, ra tòa cùng nhau đóng thuế nhà nước, trả phí hầu tòa, thân ai nấy lo. Nhiều lúc suy nghĩ cũng vui. 2 tháng đi mây mưa ở Sài Gòn nhau xong ra tòa. Lộc trả lời: giờ anh muốn sao? Thì anh cũng là người phá trước, chứ em cũng chưa làm gì anh cả. Bây giờ anh gỡ kênh Kim Thủy, kênh kia đai rồi, kênh Lộc Phu Hô để làm kỷ niệm. Khi nào anh làm kênh mình hợp đồng kìa thì mới gọi là phá hợp đồng. Đây là kênh Thủy, em kêu Thủy kiện anh đi. Đây là kênh Thủy, em kêu Thủy kiện anh đi. Như vậy là thông qua cái đoạn tin nhắn vừa rồi thì các bạn có thể thấy là không phải là một bàn tay ma thuật của một hacker nào đó xâm phạm vào cái tài khoản YouTube của Kim Thủy Official sau đó xóa video đâu các bạn, mà là do anh chủ nhà đã dùng rất là nhiều tài khoản khác nhau sau đó vào từng video của Kim Thủy báo cáo vi phạm bản quyền cho YouTube nó quét. Trong đoạn tin nhắn vừa rồi các bạn có thể thấy rằng thái độ của anh chủ nhà là thừa nhận đối với những hành vi của mình, rất là quang minh chính đại, có làm có thừa nhận đàng hoàng nha các bạn. Và anh cũng thách thức mọi người, thách thức Lộc là nếu như mà muốn kiện thì cứ kiện đi và nhờ Thủy kiện đi. Anh không có gọi là không có trách nhiệm gì liên quan đến cái kênh của Lộc Phu Hô hết. Anh chỉ phá đúng mỗi kênh của Kim Thủy thôi. Kim Thủy cứ đi kiện, anh sẽ đi hầu tòa và những cái chi phí anh sẽ phải chịu, ví dụ vậy. Trong cái đoạn tin nhắn vừa rồi thì mình có thấy là anh chủ nhà có đề cập đến một cái vấn đề. Đó là YouTube, Google không có mặt tại Việt Nam và không chịu ảnh hưởng bởi pháp luật Việt Nam. Vậy thì mình có một câu hỏi muốn hỏi anh chủ nhà là: anh nói là YouTube không chịu sự điều chỉnh của Việt Nam, vậy anh còn nhớ là con trai của bà Tân Vi Rock đăng một cái video lên trên YouTube bị phạt 7,5 triệu đồng vì ăn cháo gà Nguyên Long không? Và còn xa hơn nữa là một cái YouTuber nghèo nhất Việt Nam tên là Sang Vlog đã ăn nhầm cái con kỳ tôm và cũng đã bị tuyết còi. Xin lỗi anh, mặc dù là YouTube hay là Google là một cái nền tảng xuyên quốc gia, nhưng mà để khi mà nó hoạt động tại Việt Nam và người Việt Nam sử dụng nó đăng tải những video trên YouTube và hoạt động trên YouTube kinh doanh thì đều phải chịu sự quy định và chế tài của pháp luật Việt Nam khi mà có những hành vi vi phạm. Và anh nên nhớ rằng cái doanh thu của anh á, khi mà anh phát sinh thu nhập ở trên cái YouTube này á, thì nó cũng chịu sự điều chỉnh của luật thuế thu nhập cá nhân rồi anh ạ. Do đó anh đừng có nghĩ rằng là đối với nền tảng xuyên quốc gia thì pháp luật Việt Nam không có can thiệp vào, và có rất là nhiều bài báo rồi nha anh. Đó, các bạn có thể thấy được á là đâu có ai nói oan giảnh đâu, ảnh là cái người report video, không có chuyện mà bản quyền hình ảnh của Lộc gì hết á. Không có nét nào mà rảnh rỗi đi ngồi report từng cái video vì cái chuyện là Lộc xuất hiện hình ảnh trên cái video này video kia của một người khác. Giống như tôi đã phân tích trong cái video về cái hợp đồng giữa Lộc Phu Hô và anh chủ nhà đó, thì về cái bản quyền hình ảnh đó là anh chủ nhà là không có cái quyền gì hết. Cho nên là ảnh mới dùng một cái chiêu là gọi là hơi bẩn một chút xíu là đi report video. Thật ra đây mình không biết là anh làm vậy thì anh sẽ được gì, nhưng mà cái anh được nhiều nhất á là được cư dân mạng ném đá. Vấn đề tiếp theo mà tôi muốn nói với anh á là anh có biết tại sao mà đến giờ phút này Lộc vẫn không khởi kiện anh ra tòa không? Trong đó có 4 lý do. Lý do đầu tiên á là vì tình nghĩa với anh. Vì những gì mà anh và Lộc đã cùng hợp tác với nhau phát triển kênh từ hồi năm 2019 đến giờ. Không có công thì cũng có cán đúng không? Không có tình thì cũng phải có nghĩa với nhau. Và chính vì lý do đó mà Lộc mới không kiện anh. Bởi vì Lộc là một cái con người mà sống chân thành lắm, chất phác lắm,
có sao nói vậy thôi. Giống kiểu ăn ngay nói thẳng gì đó anh, chứ không có tính toán với anh nhiều về những cái chi phí gì hết. Còn với anh thì tôi nghĩ rằng là anh nên xem lại cái câu là vì tình nghĩa anh em nào đó mà anh đề cập trong cái video của anh mỗi lần đăng lên. Nếu anh vì tình nghĩa anh em á, thì mỗi lần anh đăng video á, anh đâu cần phải chặn bình luận để làm gì. Sao không mở bình luận ra đi, mở bình luận ra để mọi người cùng vào nói chuyện với anh. Lúc đó anh có phải là anh có thêm nhiều cái cơ hội để anh giải bày cái tình nghĩa anh em mà anh đang phát ngôn trong mỗi video không? Và đó cũng chính là cái nguyên nhân để cho Lộc suy nghĩ, Lộc mong muốn là cái chuyện này nó sẽ kết thúc rất là êm đẹp và không có drama, và không có tạo thêm những cái sự kiện để cho người khác bú phem vào hay là để anh nói ra nói vào nữa. Nhưng mà bản thân anh thì lại khác, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh thì muốn là có thêm nhiều video chia sẻ về câu chuyện này để hóng view từ mọi người, rồi mọi người vào tương tác với kênh của anh, cho kênh của anh được đề xuất lên trên YouTube. Tôi nói có đúng không? Nếu tôi nói sai á thì anh cứ comment lại tôi đi, và tôi sẽ cho anh thấy cái bằng chứng là anh đã thừa nhận cái việc là sự tranh cãi qua lại trên YouTube nó có lợi cho anh như thế nào. Nói đi thì cũng phải nói lại, thật sự là tôi xem hết tất cả những video của anh và xem kênh của anh á, tôi thật sự là nể phục anh bởi vì sự can đảm của anh, sự can đảm của anh khi thách thức cộng đồng mạng. Nhưng mà anh quên mất rằng sức mạnh của cộng đồng mạng lớn hơn anh tưởng nhiều đó. Lý do thứ hai mà Lộc không khởi kiện anh đó là muốn để xem vai diễn của anh sẽ đi về đâu á. Lộc muốn xem á là cái người anh em của mình á mà luôn miệng anh gọi là anh em tình nghĩa với nhau, hợp tác phát triển kinh doanh với nhau cùng có lợi, giúp nhau đi lên, nhưng vì một cái chút lợi lộc, vì một cái gọi là không làm cho anh, không giúp anh kiếm ra tiền thì anh quay lưng, anh quay lưng, anh trở mặt, anh trở mặt đi phá đi những cái người mà thân yêu của Lộc. Cho dù mối quan hệ giữa Lộc và Thủy là người yêu với nhau, có thể Thủy không yêu Lộc thật sự hoặc là vì một cái lý do nào đó đi chăng nữa, thì anh cũng không có quyền làm vậy đâu. Nhưng mà tình nghĩa của anh rất là cao cả, đến mức mà anh spam kênh của người ta như vậy, đó là cái điều sai của anh. Lý do thứ ba Lộc không khởi kiện anh không phải vì Lộc không có bằng chứng đâu. Lộc có đầy đủ trong tay rất là nhiều bằng chứng có lợi cho Lộc. Bên cạnh đó có những cái đoạn mà gọi là anh thừa nhận anh phá hoại kênh của Kim Thủy Official như thế nào cũng đã đều được ghi nhận lại. Nhưng mà Lộc không làm điều đó ra, không khởi kiện anh ra, chỉ để xem là anh sẽ tiếp tục nói cái gì. Và vào một thời điểm nào đó thì Lộc sẽ đối chất với anh hoàn toàn để cho mọi người biết được cái con người của anh như thế nào. Và lý do thứ tư, lý do này là cực kỳ quan trọng luôn, ảnh hưởng đến những cái lý do còn lại và giải thích chính cho cái lý do tại sao mà Lộc không khởi kiện anh. Đó là vì hiện tại Lộc đang khó khăn trong cái câu chuyện tài chính. Bởi vì nếu khi mà Lộc khởi kiện anh ra tòa thì Lộc sẽ phải đóng rất là nhiều khoản phí và khoản tiền khác nhau, và điều đó nó không có lợi cho Lộc, và nó làm cho cuộc sống của Lộc trở nên khó khăn nhiều hơn nữa. Lộc tin rằng nếu như những cái gì mà anh chia sẻ trên cộng đồng mạng, chia sẻ trên cái video và kênh YouTube của anh á, khi mà nói là anh có đầy đủ những bằng chứng chứng minh rằng Lộc đã có những cái vi phạm và bắt buộc Lộc phải bồi thường như thế này, bồi thường như thế kia, thì anh cứ kiện ra tòa đi. Anh kiện ra tòa, sau đó anh lại tạm ứng một cái mức án phí, sau đó anh phải tốn tiền chi trả cho luật sư, rồi chi phí đi lại, ăn uống trong quá trình mà tố tụng. Rồi bên cạnh đó, giả sử trong trường hợp nếu như anh may mắn anh thua kiện á, thì anh lại phải đóng thêm một cái khoản phí gọi là án phí của tòa án nữa. Thì suy cho cùng, cuối cùng anh lại là người chịu khổ. Nhưng mà cái này quan trọng hơn nè, đó là cho dù cái mức án phí là bao nhiêu của tòa án bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không quan trọng bằng cái việc là cư dân mạng sẽ vào ném đá anh kịch liệt. Và nếu thật sự sau khi mà xem video này xong á, mà anh khởi kiện ra tòa án á, về cái vấn đề tranh chấp về cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh YouTube này và những cái gì mà lùm xùm liên quan đến cái kênh YouTube giữa hai bên á, thì tôi lại nhớ đến cái câu nói lúc đầu của anh, đó là YouTube Google không hoạt động tại Việt Nam cho nên là pháp luật Việt Nam không có can thiệp. Vậy thì anh lấy lý do gì để anh khởi kiện? Có phải câu này nó lại mâu thuẫn với câu kia không? Qua video này á, thì tôi muốn có một cái lời mà chia sẻ thân tình với anh. Anh hãy tha cho Lộc đi. Lộc không biết gì hết đâu, Lộc cũng không có nhiều hiểu biết như anh đâu. Cho nên là Lộc không có tính toán, không có gọi là sân si quá nhiều trong cái câu chuyện tiền bạc với anh. Vì vậy á, anh hãy dừng lại đi. Nếu như mà anh vẫn còn tình nghĩa anh em á, hãy dừng lại ngay đi. Tôi biết á, là dịch bệnh tới nơi á, thì ai cũng khổ hết trơn á. Nhưng mà khổ đến mấy á, thì mình cũng phải có cái lòng tự trọng anh ạ. Thân gửi anh.